vị trí đẹp, hệ thống dịch vụ trọn gói và gắn với chiến lược phát triển kinh tế đêm nằm ở phía bắc thành phố như dự án Vega City Nha Trang, dự án du lịch nghỉ dưỡng Vega City Nha Trang, tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng Vega City Nha Trang, 168 căn shop house kỳ vọng sẽ là một trong những dự án hâm nóng thị trường trong thời gian tới. Vega City Nha Trang.